Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in nhàn vải. Thì hiện nay thì nhu cầu in nhàn vải để ứng dụng trong các việc như là dán tem nhãn mác lên những cái mặt áo quần, hoặc là sử dụng trong các nhà máy để sản xuất hoặc là gia công để may mặc hoặc là để giày dép rất là cao. Nên thành ra hôm nay em sẽ làm một video để giới thiệu về những chiếc máy có thể là in được những content đó để mọi người có thêm những cái sự lựa chọn tốt hơn để phục vụ cho cái nhu cầu của mình. Thì dòng máy hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người đó là dòng máy Rin. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu của Autonic của Nhật Bản. Thì Autonic là một thương hiệu rất nổi tiếng và lâu đời của đến từ đất nước Nhật Bản nha mọi người. Thì model của chiếc máy Rin này em muốn giới thiệu đó là 4024PIM+. Thì đây là một dòng sản phẩm có độ phân giải là 600 dpi. Đây là được coi là một siêu phẩm trong dòng máy in hiện nay. Thì độ phân giải 600 dpi đây là một độ phân giải lớn nhất, cao nhất mà hãng Rin làm ra. Thì những video trước em giới thiệu với mọi người là dòng máy là Rin 4012, thì độ phân giải của nó là chỉ 300 dpi. Độ phân giải càng cao thì độ sắc nét với tải content chúng ta nó càng rõ, càng đẹp. Thì cũng sẽ tiến hành là giới thiệu sơ qua cho mọi người xem về chiếc máy này. Chiếc máy Rin 4024PIM này có cấu trúc bên ngoài là bằng vỏ là bằng thép nha mọi người. Đây, tất cả là bằng kim loại này. Thành ra nó rất là chắc chắn nên thành ra là trong môi trường công nghiệp hay gì đó thì nó được bảo quản rất là lên. Đây là tiếp theo là đồ rộng độ in của nó là 4 inch tương đương với 104 mm nha. Đó, này em vừa có nói đây là một chiếc máy có độ phân giải là 600 dpi nên thành ra là lúc mình in ra những nét chữ nó rất là sắc nét và rất là đẹp. Đây. Và đặc biệt chiếc máy này là có hai cọc kết nối như USB và RS232. Đây, mọi người có thể nhìn sơ qua về cái cấu trúc bên trong của máy. Nó có thể là cái khung, đây là cái hộp để giấy thì có thể chứa được, nếu mà mình có thể là in nhiều loại chất liệu giấy khác nhau như nhãn vải, đề can hoặc đề can xi bạc hoặc là đề can thường, đề can PVC, giấy epoxy hoặc giấy việt cứng nha. Thì đây là cái phía sau này là để bọ mực này, quần mực mình có thể chứa tối đa là 300 m. Đây mọi người có thể thấy là toàn bộ máy nhìn có rất là chắc chắn và rất là nhỏ gọn nha. Mang tiếng là dòng máy in công nghiệp nhưng nhìn máy rất là thon gọn, đây đúng chất Nhật Bản. Các kỹ sư là làm rất là kỹ về chiếc máy này. Đây con tem của nó hiện thị cho mọi người nhá, Made in Japan. Đây nhá. Của hãng Autonic này. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in cũng như là độ sắc nét của máy. Tiếp theo thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái độ sắc nét của chiếc máy này. Đây, mọi người có thể thấy là có thể in được chữ này, mạo vật 1D, 2D và những ký hiệu ở trong may mặc hoặc là những ký hiệu cảnh báo thì tất cả đều có thể in được nha. Thế mọi người có thể thấy tốc độ của máy là in vừa phải tại vì là đây là máy có độ phân giải là 600 dpi. Đây. Này, em sẽ tiến hành là chỉnh tích tốc độ in nhanh hơn để cho mọi người có thể có những cái trải nghiệm tốt nhất. Hiện tại ở trên thị trường thì có rất nhiều loại máy có thể sử dụng để in nhàn vải, nhưng mọi người nên chọn lựa những chiếc máy phù hợp để mình có thể in được bền và lâu dài hơn, chứ có mình mua về mà sử dụng trong một thời gian ngắn thì cũng rất là phí. Đây mọi người thấy là tốc độ in rất là tốt nhá, rất là nhanh này. Đây mà nét chữ nó vẫn rất là sắc nét, rất là đẹp nhá. Thì vừa rồi em đã tiến hành in trên nhãn Ruban để cho mọi người xem về cái độ sắc nét của nó. Thì em vừa mới thay một cái cuộn nhãn satin vào máy, thì em sẽ in thử trên cái chất liệu này cho mọi người xem về cái khả năng in của nó như thế nào nha. Đây em sẽ tiến hành in. Đây mọi người có thể xem ha. Đây mọi người có thể xem này, cái độ sắc nét của máy không? In có thể in được rất nhiều loại nhãn vải khác nhau ha. Satin hay là ruban. Đây là chất liệu nhãn rất là khó bám mực, rất khó ăn ha.
Vừa rồi em đã giới thiệu cũng như là in thử cho người xem về cái khả năng in nén của chiếc máy Rin 4024 có độ phân giải là 600 dpi này. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegiaymatvat.com để nhân viên Thế Giới Mạc Vật tư vấn hỗ trợ thêm. Thì nếu mà mọi người mua máy ở công ty Thế Giới Mạc Vật thì công ty Thế Giới Mạc Vật sẽ hỗ trợ lắp đặt máy trong nội thất cũng như là chính sách là bảo hành bảo trì và hỗ trợ cho mọi người suốt sau này trong cái quá trình mà mình sử dụng máy. Nếu có vấn đề là cứ alo tới là với em sẽ hỗ trợ trong cái khả năng mà có thể cho mọi người với những chế độ mà hỗ trợ cho mọi người đặc biệt nhất. Thì nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạc Vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.